Giáo sư Trần Xuân Bách, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội, đã vinh dự được Hiệp hội Nghiên cứu về Hiệu quả và Kinh tế Y tế lớn nhất thế giới trao giải thưởng nghiên cứu xuất sắc ISPOA 2023. Hội nghị ISPOA đang diễn ra tại thành phố Copenhagen, Đan Mạch, từ ngày 12 đến 15 tháng 11 năm 2023, để tôn vinh các thành tựu xuất sắc và nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu hiệu quả và kinh tế y tế năm 2023. Giải thưởng nghiên cứu xuất sắc ISPOA 2023 ghi nhận cho những nỗ lực của giáo sư Bách trong suốt 15 năm qua nhằm đánh giá hiệu quả và tìm ra những rào cản về kinh tế xã hội và tâm lý hành vi trong việc mở rộng các công nghệ y tế mới, bao gồm cả vaccine và các liệu pháp điều trị, góp phần kiểm soát các đại dịch như HIV, AIDS và COVID-19. Giáo sư Bách cũng đã đưa ra những mô hình lý thuyết, định hướng cho việc lượng hóa nguy cơ dịch bệnh và xây dựng các chính sách nâng cao năng lực đáp ứng của hệ thống y tế đối với đại dịch COVID-19. Giáo sư Bách có kinh nghiệm chuyên sâu trong các vấn đề sức khỏe toàn cầu, tập trung vào các nghiên cứu chi phí hiệu quả, các mô hình dịch vụ y tế và tăng cường năng lực của hệ thống y tế, đặc biệt là trong lĩnh vực HIV, AIDS, nghiện chất, sức khỏe tâm thần và đại dịch COVID-19. Giáo sư Bách đã công bố hàng loạt công trình trên các tạp chí khoa học hàng đầu của từng chuyên ngành liên quan. Anh cũng được ghi nhận bởi nhiều hệ thống học thuật quốc tế là nhà khoa học trong top 1% có ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới, thông qua trích dẫn khoa học của Clarivet năm 2022. Phát biểu tại lễ trao giải, giáo sư Trần Xuân Bách chia sẻ: "Tôi hết sức vinh dự và trân trọng được nhận giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của ISPOA đại diện cho các nhà khoa học ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Giải thưởng danh giá này không chỉ là minh chứng cho thấy tầm quan trọng và tính khả thi của việc lồng ghép các nghiên cứu hiệu quả và kinh tế y tế trong quá trình hoạch định chính sách tại các địa bàn này, mà còn truyền cảm hứng cho các nhà khoa học trên toàn thế giới cống hiến hơn nữa nhằm tạo ra một xã hội công bằng và khỏe mạnh hơn. Giải thưởng này chính là biểu tượng của tinh thần ghi nhận cho những nỗ lực và hy sinh mà chúng ta đã nhận được từ gia đình, trường đại học và cộng đồng, đặc biệt là những đóng góp không mệt mỏi của các nghiên cứu viên và cán bộ y tế trong việc thực hiện sứ mệnh được phụng sự của chúng ta trong đại dịch." Trước sự kiện đặc biệt này, giáo sư Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ: "Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng rất vui mừng khi giảng viên của viện được hiệp hội lớn nhất thế giới về đánh giá kinh tế y tế trao giải thưởng nghiên cứu xuất sắc. Chúng tôi cũng là đơn vị đầu tiên có chương trình thạc sĩ y tế công cộng quốc tế chuyên sâu về kinh tế y tế. Giải thưởng này cho thấy đội ngũ cán bộ cũng như các hoạt động nghiên cứu và đào tạo về kinh tế y tế của chúng tôi đã được thế giới ghi nhận, tạo những tiền đề quan trọng để góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cũng như đóng góp vào quá trình vận hành hệ thống y tế." Nói về vinh dự của giáo sư Trần Xuân Bách, giáo sư tiến sĩ Kat Latkin, đồng giám đốc trung tâm nghiên cứu AIDS Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ chia sẻ: "Giải thưởng này cạnh tranh rất cao, rất xứng đáng và ghi nhận cho sự xuất sắc cũng như vai trò lãnh đạo nghiên cứu của giáo sư Bách. Trong đại dịch COVID-19, giáo sư Bách đã nhanh chóng xây dựng chương trình nghiên cứu, tập trung vào các vấn đề y tế công cộng quan trọng để đảm bảo cung cấp những bằng chứng khoa học tốt nhất cho việc ra quyết định kiểm soát dịch bệnh. Cùng với những kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng, giáo sư Bách cũng đã xây dựng được uy tín quốc tế và các mạng lưới cộng tác rộng khắp, góp phần tạo ra nhiều nghiên cứu có chất lượng cao, đáp ứng trực tiếp cho quá trình xây dựng chính sách y tế và phù hợp cho bối cảnh ở các nước có thu nhập thấp và trung bình." Giáo sư tiến sĩ Laurent Boyer, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chất lượng Cuộc sống và Dịch vụ Y tế Đại học Aix-Marseille, Pháp, nhận xét: "Giáo sư Bách luôn có những ý tưởng đột phá trong cách tiếp cận tư duy hệ thống về nghiên cứu khoa học và đã thành công trong việc tổ chức các mạng lưới nghiên cứu, đào tạo liên tục các nghiên cứu viên xuất sắc, cũng như xây dựng được các cơ chế cộng tác và chia sẻ tri thức rộng khắp trên thế giới. Đặc biệt, những công cụ nghiên cứu mà giáo sư Bách đã phát triển cho phép tối ưu hóa và có thể tạo ra những thay đổi hết sức căn bản trong cách chúng ta vẫn tiến hành nghiên cứu truyền thống." Theo Việt Tam, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.